Ok, lại tiếp tục clip test cho cụ khách hai con vai ớt làm phun thùng, phun chức năng đẹp hoa hậu cho cụ khách. Và bây giờ test đôi loa to luôn, cứ lên mạch V6 này thì đánh loa vô tư, loa to loa nhỏ chỉ đánh được hết. Test một sóng FM cho cụ nghe. Đấy, đầy đủ. Bật điện con dưới này. Power này. Bluetooth sóng sánh, nói chung là để làm phun thì sóng radio thì không phải nghĩ luôn. Thank you.